Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số cũng như trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi tất cả các ngành, trong đó có ngành y, cần có những thay đổi để bảo đảm công tác khám chữa bệnh nhưng vẫn an toàn trong mùa dịch. Thực hiện quyết định 2628 ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025. Đến nay, sau gần 2 năm được triển khai, thì khám chữa bệnh từ xa đã trở thành một mô hình cho thấy hiệu quả, ứng dụng thực tế cao, nhất là khi tình hình dịch đang phức tạp. Đây là một buổi khám chữa bệnh trực tuyến từ xa của Đại học Y Hà Nội với các bệnh viện cơ sở. Các ca bệnh phức tạp sẽ được những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng phân tích với các bác sĩ tuyến dưới để đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị tối ưu nhất, phù hợp với điều kiện của cơ sở điều trị, hay quyết định chuyển tuyến cho bệnh nhân kịp thời. Hàng tuần thì chúng em có những cái ca bệnh nhân khó hội chẩn, và thông qua các bệnh nhân đó thì tập thể y bác sĩ của chúng em được học tập qua các ca đó rất là nhiều. Đến thời điểm này thì có khoảng độ trên 50 ca bệnh nhân nặng. Số ca khám trực tuyến tại phòng khám trực tuyến thì là vào khoảng độ hơn 500 ca. Đấy thì các bệnh nhân khám thì thường là có kết quả rất là tốt. Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, thông qua hoạt động khám chữa bệnh từ xa đã được ngành y tế triển khai hiệu quả trong suốt thời gian qua. Cái việc này rất là có ý nghĩa để giúp những người dân vùng sâu vùng xa có thể được tư vấn, được khám chữa bệnh bởi các bác sĩ ở tuyến trung ương. Đấy, như vậy là cũng tạo cái sự công bằng trong xã hội, để giúp người dân là không phải lên tuyến trên mà ở địa phương mà vẫn được khám chữa bệnh với chất lượng cao như là tuyến trung ương, rồi giúp cho quá trình giảm tải bệnh viện. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa được cho là giải pháp phù hợp, thích ứng với xu hướng thế giới. Thông qua nỗ lực triển khai khám chữa bệnh từ xa với các buổi hội chẩn trực tuyến kể trên, đã áp dụng thành công vào quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhiều loại bệnh khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19, làn sóng dịch thứ tư tấn công dữ dội, cả nước phải áp dụng việc giãn cách xã hội. Có những cái đầu cầu để tham gia hội chẩn những cái bệnh nhân nặng, và chúng ta cũng thấy là rất nhiều bệnh nhân nặng đã ra khỏi được khu vực cấp cứu và hồi phục. Bệnh nhân F0 cũng có thể gọi tư vấn qua các hệ thống của các bác sĩ song hành cùng với cái nỗ lực trong cái việc chống dịch. Dần dần cái tỷ lệ sau một thời gian triển khai khám chữa bệnh từ xa này thì cái tỷ lệ tử vong do bệnh nhân COVID cũng ngày càng giảm dần. Dù còn nhiều thách thức về công nghệ thông tin và hành lang pháp lý, tuy nhiên xây dựng và phát triển một hệ thống y tế điện tử hoạt động hiệu quả là yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia để bảo vệ người dân trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19 và những dịch bệnh tương tự khác. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển nền y tế thông minh. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình trao 100.000 gói an sinh, ấm tình công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, những ca mắc ngoài cộng đồng và doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Để tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong thời gian các doanh nghiệp hồi phục sản xuất ổn định. Cái gói kỳ này thì gồm là 100.000 sức, thì mỗi sức là 200.000 đồng từ cái nguồn tài chính công đoàn tích lũy và tỉnh ủy. Và các cấp quỹ địa phương sẽ hỗ trợ thêm là phần nhu yếu phẩm gạo hoặc là các cái nhu yếu phẩm thiết thực khác ở gói khoảng 100.000 đồng. Thì trị giá kỳ này là cũng gần 30 tỷ đồng. Việc Long An tiếp tục thực hiện chương trình trao 100.000 gói an sinh, ấm tình công đoàn, hỗ trợ đoàn viên, giúp doanh nghiệp giữ chân công nhân để ổn định sản xuất. Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức chương trình trao túi an sinh, chia sẻ yêu thương nhằm hỗ trợ kịp thời đến đoàn viên, công đoàn, người lao động nghèo vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đời sống của đoàn viên, công đoàn và người lao động còn gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra. Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức trao tặng 200 túi an sinh công đoàn và 50 giấy chứng nhận bảo hiểm Vững Tâm An với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực, cũng là lời kêu gọi nhằm tạo sức lan tỏa trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra. Sở Y tế tỉnh Thái Bình đang triển khai lực lượng tập trung tiêm nhanh gọn, hiệu quả và an toàn cho tất cả trẻ đủ từ 12 đến 17 tuổi tại huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.
Sau 2 ngày triển khai, hiện nay tỉnh Thái Bình đã tiêm được 11.220 mũi tiêm cho trẻ em tại hai địa phương bằng vaccine Pfizer. Qua đó theo dõi không có trường hợp phản ứng mạnh sau tiêm. Được biết, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình đã phân bổ hơn 35.590 liều vaccine Pfizer tiêm cho trẻ. Với hai địa phương đang thực hiện tiêm bao phủ mũi 1 cho trẻ, Sở Y tế đã bố trí các đơn vị y tế tuyến tỉnh về hỗ trợ. Còn khi triển khai tại các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh, sẽ giao cho y tế huyện, xã thực hiện. Đại dịch COVID-19 bùng phát làm cho nhiều doanh nghiệp và người lao động tại các tỉnh thành trên cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng phải dừng hoạt động, thu nhập của người lao động bị giảm sút. Trước tình hình đó, thì chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Ngay sau khi các nghị quyết, quyết định của chính phủ được ban hành, tỉnh Kon Tum đã khẩn trương triển khai một cách nhanh chóng về hiệu quả của các nghị quyết và quyết định của chính phủ nhằm sớm đưa tiền hỗ trợ đến tận tay người lao động. Trên cơ sở ra soát, các đơn vị đóng vào quỹ thất nghiệp trên địa bàn, tỉnh Kon Tum có khoảng 900 đơn vị thuộc diện được hỗ trợ từ nguồn này, tương ứng với khoảng hơn 20.000 lao động được hưởng hỗ trợ. Về mức hưởng đối với đơn vị sử dụng lao động, hơn 900 đơn vị, mức hỗ trợ giảm đóng từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là khoảng 10 tỷ đồng. Còn đối với hơn 20.000 lao động sẽ hỗ trợ khoảng 50 tỷ đồng. Tôi được hưởng 2,1 triệu là do theo nghị quyết á, là 1 năm 9 tháng. Nếu mà mình đóng bảo hiểm 1 năm 9 tháng, 1 năm trở lên á, là mình sẽ được hưởng 2,1 triệu. Lúc mà mình gặp khó khăn nhất á, là nhà nước lại hỗ trợ cho mình. Á. Cũng mình có một số tiền nhỏ để mình trang trải cuộc sống. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cho biết, đến nay đã thực hiện xong việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% trong 12 tháng cho các đơn vị sử dụng lao động và chi trả cho hơn 16.200 lao động với số tiền trên 40 tỷ đồng. Trong đó có 15.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và 1.100 người lao động đã bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn về nguyên tắc mà chi cái quỹ hỗ trợ này thì nguyên tắc là đảm bảo là tổng hưởng, có đóng có hưởng, đồng thời có tính chia sẻ này. Tức là có tính chia sẻ giữa các đơn vị sử dụng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đó. Còn về nguyên tắc chi trả nữa tức là đảm bảo là nhanh, gọn, đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời cho người lao động. Việc chi trả, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm chia sẻ những khó khăn đối với người lao động bị mất thu nhập cũng như đơn vị sử dụng lao động bị dừng hoạt động. Thưa quý vị, Hội đồng Y tế cấp cao Pháp đã ra khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho người từ 40 tuổi trở lên 6 tháng sau khi hoàn thành tiêm mũi thứ hai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn một nửa dân số Pháp sẽ đủ điều kiện để nhận mũi tiêm thứ ba. Hội đồng Y tế cấp cao Pháp đã giải thích việc mở rộng mũi tiêm tăng cường cho những người đủ điều kiện là cần thiết trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh và mức độ hiệu quả của những mũi tiêm trước sẽ giảm theo thời gian. Các báo cáo về nghiên cứu mới nhất cho thấy mũi tiêm tăng cường phát huy hiệu quả đối với người ở độ tuổi từ 40 trở lên. Dựa trên số liệu thống kê dân số, sẽ có khoảng 52,6% người Pháp đủ điều kiện để nhận mũi tiêm tăng cường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ việc mở rộng độ tuổi nhận mũi tiêm tăng cường. Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ ba liên tiếp, Pháp ghi nhận hơn 20.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Nhiều ý kiến đã đề nghị chính phủ khôi phục lại chính sách tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân để tăng tỷ lệ tiêm phòng. Nguy cơ xảy ra tình trạng thai lưu tăng gấp đôi ở những thai phụ mắc COVID-19 so với nhóm khỏe mạnh. Đây là kết quả báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ. Theo số liệu thống kê từ hơn 1,2 triệu ca chuyển dạ từ giai đoạn tháng 3 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, ghi nhận trong kho dữ liệu của một bệnh viện lớn tại Mỹ, với các bà mẹ mắc COVID-19, có 1,3% trường hợp thai lưu, trong khi với các bà mẹ khỏe mạnh, số trường hợp thai lưu là 0,6%. Đáng lo ngại là trong giai đoạn biến thể Delta hoành hành tại Mỹ, từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua, tỷ lệ trường hợp các bà mẹ mắc COVID-19 bị thai lưu là 2,7%. CDC Mỹ đưa ra lý giải rằng COVID-19 có thể làm giảm lượng máu đến thai nhi và làm tăng tình trạng viêm ở nhau thai. Đây cũng là những điều kiện khiến cho thai nhi khó sống sót.